Bạn có nhu cầu mua vàng ngọc, hãy đến với bánvangngoc.vn, trang web bán vàng ngọc hoàn toàn tự động. Mua vàng ngọc quay lên bánvangngoc.vn, đăng nhập đặt tiền và đặt hàng để mua nhé. Ok, chào anh em nha. Thì clip hôm nay mình sẽ làm một cái clip sớm sớm một xíu cho anh em xem nha. Thì hôm nay mình sẽ cho anh em xem cái sức mạnh của link trái đất giá 1 triệu đồng. Thực ra cái link này đang bán trên shop mình giá 1 triệu 2 anh em ạ. Đó, thì mình bán trên clip thì mình chỉ bán với 1 triệu thôi. Đó, thì trong ngày hôm nay với ngày mai thôi nha anh em. Đó, anh em cần mua thì anh em có thể liên hệ qua cái Zalo mình có để dưới phần mô tả cho comment nhé anh em. Ok. Rồi thì bây giờ mình show cho anh em xem qua nha. Thì cái link này có tên là ông Khởi nha anh em. Một thanh niên là 3 triệu rưỡi vào hay là 3 triệu gì đấy, bán giá khá là rẻ. Đó. Nhiệm vụ là tiêu diệt Xuyên Bộ Hung nhá. Đó. Và đồ thì mình sẽ không xài đồ, mình chỉ sử dụng cái trang mà hiện tại link có và mình mới sắm thêm vài cái item vào để cho anh em xem cái sức mạnh khi nó mặc vào. Đó. Tất cả mọi thứ thì như hình nha anh em, và hiện tại còn dư 5 tỷ 7 tiềm năng nữa. Đó, nội tại thì 75% sát thương đòn kế khi dịch chuyển tức thời. Skin khá là ok đấy. Anh em chỉ cần bỏ thêm một tí ngọc nữa là chỗ này lên 7 hết, không nói nhiều nhá. Thì đây. Này nó gì đây? Hai cái nhân sự nhau. Rồi, thì đại của em nó là 32 tỷ anh em. Sức đánh thì đã mắc rồi. Đó, có cái trang Dracore này. Mình sẽ mặc cái trang nào vào nhỉ? Thôi, chắc chả có cái trang nào đâu. Đấy, hiện tại thì nói chung là như thế là ổn rồi. Bây giờ mình về nhà nha. Hiện tại thì link này còn dư như còn 3 phiếu phẩm giá sao ấy, mình cho anh em xem luôn nha. Đó, 3 phiếu phẩm giá còn 49 ngày nha, 7749 ngày. Đấy, toán mình thì nói chung là nó bị chất. Hôm nay nói chung là Việt Nam đá rồi. Hôm nay tỷ lệ thắng sẽ là 2-1 nha anh em. Đó, thánh phán vi minh mà. Đấy, chúng ta bắt đầu đi PK nha. Mình sẽ sử dụng item vào nha. Rồi, item cùng lộ bố huyết giáp xên. Và xem nào. HP lên được 2 triệu này, sức đánh lên được 6-7k này, cỡ giáp ra là lên 100k nha anh em. Quá là chất cho một cái lick giá 1 triệu đồng anh em mua về anh em. Chỉ cần bỏ ít item ra anh em bị quất hết. Này này. Tuổi gì? Tuổi gì? Các cô các cậu thời lai buồn cười thật. Đâu? Thằng đi. Thằng đi chết rồi. Để mờ lắm. Hết cả ngọc ấy rồi. Ôi, trái đất ít người vậy. Xem nào. Qua khu không nha. Qua khu không. À, PK. Mày xác định. Ghê chưa? Đánh bắt 300k. Quá dữ. Link 1 triệu như này thì sướng phải biết. Ôi, thải không bao giờ ăn được mình. Không bao giờ ăn được mình. Em nhìn chưa? HP của mình nó rơi nó khá là nhẹ. Bây giờ mình bấm trường 4 vắt. Trường 4. Đấy, nó chạy ngay. Nó làm sao mà ăn được, đúng không? Với một cái link như thế này thì anh em mua về chỉ việc chơi thôi, đầu tư thêm set HP, à set hút HP nữa, phối ít đồ nữa là quá lại cao rồi, quá chất rồi. Này, sức đánh hơn 100k này, anh em xem có link nào giá 1 triệu mà ổn vậy không? 1 triệu thẻ thôi nhá anh em, chứ không phải thẻ cao siêu rẻ đâu. 1 triệu thẻ cao siêu rẻ thì, ấy, này này thì, này này. Thằng này nữa. Ấy thằng này nó tắt đẻ cờ. DM là xin lỗi anh em nha. Mình nói có câu nói bậy. Anh em xem clip rất ghét nói bậy cho nên mình cũng không nói bậy đâu. Đó, anh em có gì cần comment thì cứ comment để cho mình học hỏi với lại rút kinh nghiệm nha anh em. Nghe giả tạo phải đái à, nhưng mà thôi. Làm clip mà. Đấy. À, mình sắp ra một cái series rất là hay anh em ạ. Series này mang tên là cái gì nhỉ? Sơ sinh có đệ tử làm nhiệm vụ từ A đến Z anh em ạ. Từ 2k sức mạnh có đệ tử và làm nhiệm vụ nha. Anh em hóng clip đấy thì comment cho mình biết với nha. Và không biết các bạn nào mà xem đến đoạn này thì comment cho mình biết luôn. Chứ nhiều anh em không comment mình làm sao mà biết mà cảm ơn anh em được. Anh em mất công bỏ thời gian công sức ra xem clip của
thằng Vi Minh mà không comment để cho mình cảm ơn một lời cảm ơn, nó không mất cái gì nhưng mà anh em rất là vui. Nói chung là anh em đăng ký kênh của mình thấy cảm giác con người nó cứ sôi sục lên, nó thích vãi cả trường luôn. Đừng nói qua phát đây là chết luôn nhá. Sao rực rực nhỉ? Mình thấy nó rực rực kiểu gì anh em ạ? Hay nó mượt quá là thế? Xem nào. Không ai về cả. Khu 1. Xảy ra hôm nay hiền thế. Không ai điểm bên cạnh. Đè. Ơi. Đi kia ra đây. Trời ơi. Ôi. Sao lắc lắc nhỉ? Máy mới sao cảm giác nó lắc lắc rồi kiểu gì ấy nhỉ? Này. Ôi giời, 1 triệu HP chỉ trong một choáng rồi nha anh em. Ôi sao mình cảm thấy nó cứ lắc lắc, nó không mượt mượt cho lắm nhỉ. Mình thấy dùng máy cũ của mình khá ok hơn. Máy mới để nghe nó hơi sida. Lắc lắc rồi giật giật chứ. Để mờ nhỉ nó. Bố nhà ông. Lốt khu nha. Đùa. Mà sao này, này ghê chưa. Ok thì cảm ơn anh em đã xem clip của mình nha. Thấy hái sợi à, nếu thấy video của mình hay và gì đó thì anh em cho mình xin một like và đăng ký nha anh em. Bye bye anh em, cảm ơn anh em đã xem clip mình nha. Bye bye anh em.